mình là sao đây? Mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình đã có mặt tại cái bờ sông trước cửa nhà mình, đây là cái bụi tre cứ trước cửa nhà Bim Bim nè các bạn ơi. Thì ngày hôm nay cũng như lời đã hứa các bạn ở những clip trước thì mình đã nói là mình sẽ dựng nên một cái căn lều, cái nói chung là một cái nhà nho nhỏ của mình với lại Bim Bim các bạn, để mình sẽ sinh hoạt và có những cái clip ở trong đó luôn. Và nếu được thì mình sẽ làm cái thử thách ở trong đó luôn các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái nhà khá là đầu tư và hoành tráng các bạn ơi. Thì mình sẽ đốn những cái cây tre này để mình làm cây cột, để mình sẽ làm một cái ngôi nhà nho nhỏ vững chắc để mình với lại Bim Bim có thể ở trong đó và làm ra những video hay và thú vị hơn gửi tặng các bạn nữa nha. Và bây giờ trên tay mình đang cầm cái này không phải là cây súng như các bạn nghĩ đâu, đây là cây cưa đi các bạn ơi. Mình mới mượn của cha mình được cây cưa nè, để mình cưa mấy cây tre nè các bạn ơi. Cái này rất là bén. Bây giờ mình sẽ đi cưa tre và bắt đầu dựng lên một cái căn nhà của mình và Bim Bim nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi cái clip này xem mình xây nhà như thế nào nha. Rồi, và nếu bạn nào thấy clip ngày hôm nay hay và thú vị nhớ để lại một like, nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có động lực để tiếp tục. Ở nhà mình thì tới hai bụi tre lần các bạn ơi, nhưng mà bây giờ mình sẽ quan sát cái cây nào phù hợp thì mình mới chặt nha. Do lá trên đây có cái đường dây điện nè các bạn, mình phải lựa cây nào an toàn nhất để mình chặt nha các bạn. Thì các bạn ơi, ngày hôm qua sau một trận mưa thì mình đã đốn cây xong luôn rồi, và ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm cái chòi nha. Nhưng mà ở nhà mình đất khá là cứng luôn, mình làm không dựng nổi một mình dựng lên được cái lều khá là kiên cố và vững chắc thì mình có nhờ sự trợ giúp của cha mình nha các bạn. Thì trước tới giờ trên kênh của mình ít quay về cha mình lắm các bạn, tại vì cha mình ngại lên nói chung là ngại lên hình lắm các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nhờ cha cũng cố gắng lắm để cha phụ giúp mình dựng lên một cái căn chòi nha. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình với lại cha mình dựng lên cái căn chòi như thế nào nha. Cha mình đang đào cái cây nè. Mình đã chọn lên cái miếng đất này để mình dựng cái chòi các bạn ơi. Trời chuyển mưa rồi, cha mình đã đóng cho mình cái trụ đó, cái trụ nè, cái cây tre hôm qua mình đốn các bạn, hôm nay nó cũng đã khô rồi. Làm mệt thì mình được hai trái dừa của ông chú mình ổng cho nè các bạn. Hồi nãy ổng mới giật dừa ở trên cái cây dừa này nè, đây cây dừa của ông chú mình nè. Đó, bây giờ mình sẽ chặt hai trái dừa này để uống giấy khác cùng với cha mình các bạn. Để chặt trái này cho cha mình trước nha.
Rồi. Nè, cho ăn trái này luôn đi. Ừ, con. Rồi. À, trời ơi, trái. Đây, tiểu Bim Bim của chúng ta đã ra coi xe nhà nè các bạn ơi. Đứng đây đang nó coi mình với cha xe nhà nè. Nè, con đứng đi. Bà đứng thôi bà cũng mệt nữa hả? Nè, nó đứng nó coi thôi, nó mà nó không đổ mồ hôi, nó hả miệng, nó thở nè. Con Bim Bim sớm giờ nó đứng cái đó nó dòm kìa các bạn ơi. Nó đứng sớm giờ nó coi mình đi cha làm nè. À, ok các bạn ơi, thì cái nhà của mình cuối cùng đã xong rồi nè. À, bây giờ thì cha mình sẽ dọn đồ thôi các bạn. Ôi cha, cái khúc củi đó đó. Có nhà mới rồi Bim ơi, đây uống nước đi. Ăn nước không thôi. Quá trời nắng nè. Ừ, uống lẹ đi. Rồi đã khác chưa? Tôi sẽ cho mày đi một vòng nhà tham quan ha. Mim 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 xuống nha. Ơi giờ thì cha mình sẽ bỏ cái khúc củi phía trong cái nhà nó là xong rồi nha các bạn ơi. Coi thằng Bim nó đứng nó quay con mắt bên nó nhìn cha sớm giờ á. Kìa nó đứng có một kiểu đó đó. Kìa, nó đứng nó có một kiểu đó, nó đứng hoài kìa. Cha kêu kìa Bim. Nó tàn rồi, nó đứng hành luôn rồi. Bim. Bim Bim. Trời ơi, coi đó kìa. Yeah, xong cái nhà. Cha mình đã giúp mình làm được cái nhà rồi. Từ hồi xong rồi hả cha? Oh yeah, được cái nhà rồi. Anh cho đi gãy đi, dẹp cho. Về ngồi làm vậy nè. Dạ. Rồi. Cảm ơn cha. Cái nhà này. Hả? Ngồi dẹp là ngồi nè. Dạ. Cho đi đi. Kéo vô mấy cái thấm thép rồi hả? Dạ. Rồi cha mình đã làm xong cho mình cái nhà rồi nha các bạn. Dạ. Đúng rồi, cha về mất tiêu rồi. Bim Bim, kiếm mày. Cái nhà xong cho hai đứa mình rồi kìa. Bim Bim thối ơi, Bim Bim thối ơi. Yeah yeah yeah. Thấy nhà tao đẹp không Bixi? Hả? Thấy nhà cha làm đẹp không? Quá đẹp chứ gì. Phái ơi. Trời, Bixi nó tham quan cái nhà của mình nè các bạn ơi. Chứ còn mắc đuôi nữa chứ.
còn dụng cụ thì nó còn thiếu khá là nhiều luôn. Thì ngày mai á mình sẽ dựng mấy cái dách phía bên đây. Ê bác sĩ, xì làm gì vậy? Ở đó không có chuột đâu, nó lại nó bươi kìa các bạn ơi, tao quýnh đòn mày đó nha, cho nằm ké đó. Trời ơi, nhà của người ta cái tự nhiên vô nằm ké à. Thì ngày mai á mình sẽ dựng mấy miếng dách đó các bạn, rồi mình sẽ xây bếp này kia, rồi mình sẽ làm những cái clip ở trong đây các bạn ơi. Hay là mình đã nhờ cha làm phụ mình, nói chung là căn nhà này hơn 90% là cha mình làm cho mình các bạn, tại vì mình làm không có được, nên mình là con gái các bạn ơi, mình làm nó chật vuột và mình làm không có chắc nữa, nên là mình sợ nhờ sự trợ giúp của cha mình đó. Và cuối cùng mình đã được một cái căn nhà khá là đẹp luôn rồi. Nhà tao mới xây xong cái tự nhiên vô nằm như sướng quá ha. Cái gì ha? Cái gì? Sướng quá ha. Ok các bạn ơi, khá là nực nội luôn á, mình làm phụ cha mình từ hồi 1 giờ mấy cho tới bây giờ luôn rồi ha. Thì nói chung là cái căn chòi mơ ước của mình với lại Bim khá là lâu rồi, ngày hôm nay mới thực hiện được nè các bạn ơi. Mà nhờ sự trợ giúp của cha mình thì mới được hoàn thành như thế này nữa. Mình cảm ơn cha rất rất là nhiều luôn. Thì bây giờ chắc mình xin kết thúc clip tại đây các bạn. Thì vài ngày sau nữa mình sẽ cố gắng làm những dụng cụ trong nhà, rồi mình dựng dách này kia xong. Và mình hứa hẹn sẽ cho ra những video ở trong cái ngôi nhà này của mình nha các bạn. Thôi bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like để ủng hộ cho cha của mình nha các bạn. Tại vì cha của mình làm cực khổ từ sớm tới giờ luôn các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn một cái chuông để nhận những thông báo từ những video mới nhất của mình và Bim Bim nha. Và bây giờ mình với lại Bim Bim xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.